các anh chị và các bạn đã quay trở lại với Sài Gòn For. Bên cạnh luôn lúc này là Ranger XLS thế hệ mới, mẫu bán tải, thiết kế năng động, thể thao và mang đậm chất For. Với phiên bản thế hệ mới này thì ngoài ngoại thất được cải tiến thì phần trang bị công nghệ cũng được thiết kế một cách thông minh và tiên tiến hơn, đặc biệt là khi có kết nối Bluetooth và CarPlay. Ở phiên bản thế hệ cũ thì Ranger khi mà muốn kết nối qua CarPlay, quý khách hàng phải sử dụng dây cáp để kết nối thì nó rất là khó khăn khi mà nếu mà mình quên mang theo cáp. Nhưng mà với phiên bản thế hệ mới này, mình có thể kết nối trực tiếp qua Bluetooth, thì điều đó giúp khách hàng sử dụng cái tính năng này một cách rất là tiện lợi và có thể sử dụng bất cứ ở nơi đâu. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay cái tính năng này cùng luôn nhé. Để sử dụng cái tính năng CarPlay này trên Ranger thế hệ mới thì các anh chị hãy bật Bluetooth của điện thoại lên. Thì lúc này ngay màn hình chúng ta sẽ có Apple CarPlay, các anh chị nhấn vào. Lúc này hiện lên phone list, tức nghĩa là danh sách các điện thoại mở để chúng ta kết nối, thì mình sẽ thêm vào cái điện thoại của mình. Thì Ranger đang tìm kiếm cái thiết bị của mình. Đây, các anh chị hãy nhấn vào cái tên điện thoại của mình nhé. Lúc này trên màn hình điện thoại sẽ hiện ra một mã pin, thì mình sẽ đồng ý kết nối. Các anh chị đợi một chút thì tính năng này sẽ được hiển thị ngay. For your safety, please stay alert to changing road conditions. Đây là khi mà kết nối thành công thì trên điện thoại chúng ta sẽ hiện ra được cái tính năng là sử dụng CarPlay với For Ranger, thì chúng ta sẽ nhấn sử dụng. Và Apple CarPlay đang được kết nối với điện thoại của chúng ta. Và sau khi kết nối được thì các anh chị có thể nhấn vào đây để thể hiện được cái màn hình CarPlay trên chiếc xe của mình. Chúng ta sẽ có những cái tính năng như là sử dụng bản đồ để có thể di chuyển trên đường một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có thể nghe nhạc. Đặc biệt là với cái tính năng CarPlay này, thì đối với những anh chị mà có cái công việc rất là bận rộn thì chúng ta vẫn có thể sử dụng ứng dụng Zoom để mà có những cái cuộc họp online khẩn cấp dành cho những người sếp hoặc là các anh chị mà phải có những cái cuộc họp trong những cái lúc mà mình phải di chuyển công tác đột xuất. Đó là những cái tính năng mà Bluetooth CarPlay mà trên For Ranger thế hệ mới mà em vừa giới thiệu đến với tất cả mọi người. Nếu các anh chị có câu hỏi hoặc là muốn tìm hiểu thêm những cái tính năng trên dòng xe For thế hệ mới thì hãy để lại bình luận hoặc liên hệ hotline 0931 345 029 để biết thêm nhiều thông tin hay từ Sài Gòn For nhé. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và theo dõi. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, các anh chị hãy nhấn đăng ký và follow kênh Sài Gòn For. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.